Hello, hôm nay chúng mình tiếp tục với Unit 4, letter R, một trong 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Lesson 1. Như thường lệ, chúng mình cùng nhau đến với phần từ mới newest. Rainbow. Rainbow. River. River. Road. Road. Okay. Hôm nay chúng mình học letter R và âm. Đấy là chữ cái. What letter is this? It's letter R. Và chữ âm của nó đọc là R. R. Rainbow. Rainbow. Rainbow là cái cầu vồng. River, river là dòng sông, và road, road là con đường. Phần tiếp theo chúng mình sẽ đến với bài hát và cái bài đọc này nhé. Chúng mình trước hết chúng mình sẽ nghe bài hát, sau đó thì cô sẽ hướng cô và các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc của bài này nhé. Road. There's a road. River. There's a river. Rainbow. There's a rainbow. Okay, cô hướng dẫn các bạn đọc lại nhé. Road. There's, các bạn lưu ý này, there's nó bằng từ there is, nó có một, there's a road. River. There's a river. Rainbow. There's a rainbow. Okay, chúng mình nghe nhiều và sau đó luyện tập, gửi lại video các bạn đọc cho cô nhé.